Chào các bạn, hôm nay buổi chiều mùa hè, thời tiết hiện tại đang khá là oi bức và mình lại trở lại với bộ môn đam mê là câu cá. Nói là đam mê thì cũng thích thật, nhưng mà mình không phải là dân câu chuyên nghiệp. Mời các bạn cùng xem cho vui nhá. Do không phải là dân câu chuyên nghiệp nên cái cần nó cũng không được chuyên nghiệp cho lắm. Đây, hôm nay mình câu cá trắm nên là cần phải cái cần nó lớn một chút. Nay thì mình câu bằng mồi sắn, nay cũng có thả một ít lá xuống để dụ cá đến. Ao này thì cũng có cá loại 3-4 cân, và cũng có loại là nhỏ thôi, 5-6 lạng mới thả. Loại 3-4 cân thì không nhiều lắm nên câu nó cũng hơi khó. Rất là khỏe, chờ cho mệt thì đã. À đây, bây giờ cũng tính về số lượng cá thì nhiều, nhưng mà cái loại cá lớn thế này thì còn nhiều nữa. Rất là sợ nó vướng vào cái gì đó thoát mất. Rồi vướng cái que sẵn đây rồi. Bên này mình thoáng. À, đã mệt rồi. Này thì đây. Kéo nó lên bờ luôn này. Tương đối chắc là khoảng tầm hơn 2 kg rồi đấy. Tương đối lớn.